Rồi hello, chào anh em nha. Chào hôm nay mấy anh em mình có dịp gần cuối tuần rồi cả nhà ơi. Anh em mình vô tham quan cái vườn dừa của mình trồng cách đây khoảng là 10 năm. 3 năm mấy, cả tại là 10 năm. Anh em thấy cái khu vườn dừa sạch sẽ và mát mẻ cả nhà. Dừa mà nhỏ nhỏ mới trồng đây mà đã có trái này cả nhà. Đấy là mới cho nhân viên dọn dẹp phải không? Đúng rồi. Anh em nào cứ về nhà mình là nước dừa uống mát thỏa luôn cả nhà ơi. Sau ra đây vườn dừa mình để mình dưỡng già cả nhà ơi. Đấy đang bên cái theo vậy. Theo đây để mình giới thiệu sao. Anh Tiên thấy cái mic giống mic em trồng ổn không anh Tiên? Mic này nhiều mic Thái hay không? Mic đỏ ruột nè anh Tiên. Còn tranh chín giờ. Rồi mọi người thấy không? Mic chút xíu mà ra chùm bốn trái luôn à. Này gai nữa kêu bình phải không gái đâu. Phải là chống cây này, cái mic cái vàng này nó nhỏ sao anh Tiên? Má mà nhỏ xíu mà nó nở gai hết trơn nè. Mic mic Thái mà. Đó. Đó. Cây tam tam nhưng mà trái không á. Anh em nào mà ở thành phố mà buồn buồn phi về quê mình là mình dẫn ra vườn dừa trái đồ xung quanh đây là địa điểm là tiếp khách là đúng bài luôn. Anh em thấy dừa đã không? Sáng mình với anh Tiên ở quê mình cả nhà là vô mùa gạt rồi, bắt đầu vô mùa gạt cả nhà nên cái con mương á là nó bắt đầu cạn vào cái cống rồi, nó cạn nước nên sáng mấy em nhỏ này mình đi dưới anh Tiên uống cà phê buổi sáng, cái má nhỏ tới cống này cả nhà bác được mớ cá lép dưới cá sẹt có đồ đồng nhiều lép nhưng mình lựa lép cá lép luôn, cá lép đồng cứng cứng má em nhỏ bác to nhỏ mấy anh em bác hết trơn luôn. Còn cái đây giờ làm món gì tao đang anh em thấy không, cá lép đỏ không, cá lép ở đây là cá lép đồng, anh em nhìn cá lép đồng ơi là phân biệt là cá lép đồng cái bụng nó có chấm đen cả nhà, anh em thấy không đó. Anh em nào ra chợ mà nhìn dưới cái phần này nó có chấm đen là cái lớp đồng nha cả nhà, còn nó tráng hết dưới đây là cái lớp nuôi này. Anh em thấy không, con nào có chấm đen này. Để hôm nào anh em mình cái mương nào mà lớn anh Tiên, anh em mình tập trung mình đi hút một bữa. Bữa này hút mấy cống bên kia này, mấy cống con cá nhiều lắm. Hút sáng cá nhiều lắm cả nhà, cá sạc rồi cá rô đồng, cá rô phi nhiều lắm. Mà mình lựa mấy cái lớp để về mình làm ẩm thực không? Chắc hôm nay mình làm hai món anh Tiên ơi. Giờ làm món gì mà còn nó nướng chui nha. Cá đây trồng trồng mình nướng chui là đúng bài nè. Cá to nướng chui. Nếu cá nướng chui các bạn ơi, thật sự mấy anh em mà nướng con cái này là nó sẽ ngon hơn. Vì mà anh em mà nướng mấy con cá lớn á nó khó mà chín được, con cá mà tầm gần ký trở lên là nướng rất là khó chín nha. Đầu tiên mình lựa mấy con cá trồng trồng này mình nướng chui anh Tiên. Đúng rồi, ăn đây nướng chui. Còn mấy con nhỏ này mình làm món gì? Ôm chuối. Ôm chuối hả? Ừ. Ổn không? Ổn quá. Đây, mấy con cái cũng khá là nhiều cả nhà. Bây giờ mấy cá đây ở quê mình mấy cái ao đập đầu nước nó cạn không có chút này mình thả này anh Tiên ơi. Bây mấy cái mương đồ nó cạn hết trơn rồi. Khô nước hết rồi mà thả không chết. Mình lựa mấy cá trong trọng này cả nhà. Cỡ đây là mấy anh em mình nướng chui là đúng bài này anh Tiên. Cái đó nướng chui cỡ nhỏ nhỏ đây. Anh em mình làm một nầu cá lép âm chuối đi. Được, anh Tiên thấy ổn không? Ổn quá, ổn quá. Để xíu nữa mình gọi anh anh gọi rừng anh gió, hôm nay cũng rảnh mà sáng này anh đi uống cà phê anh chưa về nên xíu nữa mình làm sạch sỉa mình anh Tiên làm sạch sỉa chế biến xem rồi mình gọi anh gió với anh gà rồi tập trung. Mọi người thấy cá lép đã không? ở quê là thường là cứ tát mùa gạt là mấy anh em cô chú thường tát những cái mương cái cống cả nhà, cá nó dồn lại những chỗ nào mà còn nước là bắt là khá là nhiều luôn. Rồi hôm nào mình này cá trào nhiều chứ không, cá trào mà cứng đang nhiều rồi. Đây mà anh em nào có cái hồ đất anh Tiên ơi, thả vô là đúng bài luôn. Hồ nào xây cái hồ. Xây hồ á? Ừ, xây cái hồ kiếm nhỏ nhỏ gì vậy đó. À đúng không? Mấy cá nhỏ này, em về em sẽ thả trong cái hồ sau nhà em. Cá này nè anh Tiên. Bỏ trong cái hồ đó. Mình sẽ thả trong cái hồ nhà mình này. Còn cá có xa đây anh em mình sẽ đem đi ôm chuối đi. Rau chốc đơn anh em mình sẽ làm hai món nha cả nhà. Là cá lóc nướng chuối và cá lóc ôm chuối. Bây giờ mình nhắn Tiên về nhà sẽ làm cho nó sạch sỉ đi, nhẹ quá anh Tiên ơi. Tao trút lại đây. Trút lại, nhẹ quá. Bây giờ mấy anh em mình sẽ làm sạch sỉ rồi mình sẽ quay lại vô đây, anh em mình sẽ chế biến ẩm thực nha cả nhà. Sau một thời gian thì mấy anh em mình đã làm sạch sỉ và anh Cờ Rừng thì đã về rồi nha cả nhà, còn thiếu anh Gió không? Mình báo đi bầu cử về nha anh em. Cá thì mà mình sẽ lựa nha, xéo con này, xéo con to đây. Mấy anh em mình sẽ nướng chui cỡ đây là nướng chui luôn rồi là vừa luôn anh hay là. Đúng rồi. Cái này là cái sai khủng á. Đúng rồi, chứ nó to quá thì nướng nó sẽ không có ngon và nó sẽ khó mà chín lắm nha cả nhà. Còn cái phần đây mà mình sẽ ôm chuối, mà hôm nay mình sẽ ôm chuối chát nha cả nhà, chứ bình thường là mấy anh em mà ôm chuối lùng thì cũng thường quá.
Bây giờ mình trái gọi là chú hồng cho đúng không? Gia vị. Bây giờ mình sẽ úp gia vị. À, nãy cái gia vị mình để đâu? Anh ba qua thử trên kia bịch nghệ, bịch ớt này. Bây giờ mình sẽ nêm sơ nha. Bột ngọt. Hạt nêm. Anh HG với anh Tam Lóc là chịu trách nhiệm cái phần nướng trui nha. Ok. Để khi nào mình nấu cái món này, bắt đầu mình nấu là mình thấy nướng trui là vừa đẹp không? Đúng rồi, có lát này, nó chín là vừa đẹp rồi. Đấy, này em thấy hấp dẫn không? Cái đây là gồm ớt, nghệ, củ hành. Ớt đây mình để lại xíu, mình làm muối nè. Làm muối, muối sống mình chấm đi. Được, quá bài luôn. Sáng giờ mình tìm ớt kim mà không có kim cả nhà ơi. Có kim nữa mình đúng bài. Bấm nhảy. Bấm nhảy của anh em tìm sơn dược kìa. Cuối cùng là mình cho một xíu đường. Không cần dầu, anh ba để xíu nữa, em tao là em bỏ dầu vô là vừa. Mình sẽ trộn đều lên nha. Cái này mình nhai qua ngang xương luôn nè, anh hai gà. Ngang xương luôn. Bây giờ mình sẽ úp gia vị cho nó thấm đây nha. Úp tầm cỡ 20 phút. Đây mình trộn đều lên. Trộn đều lên nha. Mình đợi cho gia vị thấm rồi anh em mình sẽ bỏ lên bếp nấu. Bây giờ dầu đã nén rồi nha cả nhà, mình bắt đầu mình sẽ nấu món cá lép ôm chuối theo kiểu của anh em mình nha. Bình thường mấy kia anh em ôm chuối đậu rồi ôm chuối lùng các kiểu của mình cả nhà lá vườn cả nhà có gì mình dùng nấy. Đây ôm chuối hột á. Ôm chuối hột á. Anh Tiên hồi giờ ăn cái món này chưa? Không, mấy cái món kia ăn rồi chưa học vậy. Ôm chưa học á. À, chưa thấy độc lạ. Vậy muốn quay gì sang với trà độc lạ vậy? Hôm nay em trả lại vậy. Trả lại luôn. Trà gắt cơ luôn á. Gắt cơ luôn vậy. Anh em mình quá sẽ ngon. Đợi cho nó sang thịt cá một xíu nha. Mình sẽ cho một trái trái kìa. Có ra có ra. Trái hết đi. Bỏ cho một trái nước dừa. Cho đây. Anh em mình nấu cái đây bắt đầu nó sôi là anh em mình ra mình nướng trui là vừa luôn anh Tiên. Đúng rồi. Là hai món mình ăn cho nó nóng luôn á. Cùng lúc luôn. Bây giờ mình cá quá ngon. Có đây cái lát đồng là ăn hết bài không còn gì để bàn nữa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đợi cái nồi đây nó nóng lên nó sôi lên mình sẽ đổ nước dừa nha cả nhà. Nấu nước dừa luôn hả? Ừ. Xấu dắt cho anh Tiên. Thấy là hay, ngon. Xíu nữa mình nấu chín á, em sẽ xắt lá nghệ non và lá ngò gai vô. Bỏ vô nó rất là thơm luôn. Cái này là hai vị nghe đỉnh á. Đúng rồi. Bây giờ cá bắt đầu nó sang rồi nha cả nhà. Cái đây mà có mấy chùm tiêu xanh nữa anh ba ơi. Đi kiểu. Mấy chùm tiêu xanh nữa. Thấy mùi thơm nữa tao ơi. Đúng rồi. Mấy cá bắt đầu quá thơm nó hơi sang sang cả nhà. Đó thấy không? Mà có đây mà có vài chùm tiêu xanh nữa xấu dách luôn. Bây giờ mình sẽ cho nước dừa vô nha cả nhà. Nước dừa nhiều nước kìa. Dừa trái ngon. Ừ. Sau đó mình sẽ nước lạnh lên nữa. Cho một xíu nước lại cho nó xếp cho mình nấu cho nó thấm gia vị. Bây giờ trong thời gian mà mình đợi cá nó nước này nó sôi rồi nó chín nha cả nhà thì mình và anh ba sẽ qua bên kia cái bên này anh em mình sẽ nướng trui cá lép. Khi chú chát mà cá nó tương đối gần chín mình mới bỏ chú chát nha anh em, chứ vì mình bỏ chú chát chú hột vô sớm thì cái chuối nó sẽ bị bẫy. Đây này mình sẽ đợi gần chín rồi mình sẽ bỏ chỗ chát vô. Quá đã anh ba ơi. Được, kiểu luôn. Con cá lép đồng này anh em mình làm gì cũng ngon. Thôi. Anh em mình đi chuyển qua kia mình nướng trui anh ba. Đây. Bây giờ mình và anh ba sẽ qua cái gáp đây. Anh em mình sẽ nướng trui, mình ní mấy cái dừa đó. Cắm xuống. Mấy nãy mình nó dốc nha các bạn ơi, mình tính mình hay nó dốc đây vườn dừa thì không phải của mình nha cả nhà. Cái gì dừa người ta? Dừa người ta cả nhà. Mượn cho anh nghĩa. Ừ. Nước chăm đừng nó sát quá anh ba. Nghe đó. Anh em mình sẽ chăm lửa đều riêu anh ba. Chứ nó rồi, đúng rồi. Nó tốt quá thì nó sẽ bị... Rồi, ok. Nó bị... Đó, anh em mình sẽ luôn. Cái lát đây chủ yếu là mình nướng là chủ yếu nó hầm cái thang nó âm ỉ ở bên trang mà cả nhà. Anh em mình sẽ... cho than vô từ từ anh ba nha. Ừ. Chứ không mà tốt quá là em không có tiền em đền cái đám dừa người ta đó. Không, làm sao đâu. Không, bây giờ mình cứ riêu 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 lửa mình chăm vô anh ba. Chứ không là nó tốt quá nó đây nó cháy dừa. Cái view là anh em mình mới chăm anh em màu nữa. Mới phát hiện view là khá đẹp cho anh ba.
Đúng rồi, điểm này ngon á, điểm này khá đẹp. Mình nướng trui là chủ yếu là cái than, cái than của cái rơm này cả nhà, nó âm ỉ ra, nó chín chứ không phải là nó chín cái lửa ngọn đâu, chủ là cái than nó âm ỉ bên trong á. Rồi, không sao đâu, không nổi gì đâu. Được, ổn rồi bà. Đúng ạ. Mình riêu lửa chứ không mà mình hạn chế lửa nó tốt, nó bắt lên mấy cái dừa và làm mít nha. À, không sao không sao, ổn 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 ổn. Đó. Mọi người thấy không? Dân giả cái đây mà mua gạt mà vừa cắt xem anh ba và ruộng mà có rơm này. Bắt cá lên mình nướng. Nướng tại ruộng luôn. Nướng tại ruộng luôn. Đấy nó gọi là mới thực sự là cây nhà lá vườn á. Đó. Đó mình cứ chăm từ từ để nó ủ than bên trong cả nhà. Chăm than từ từ vô. Ủ không? Anh đấy thì anh nói mình bỏ đây. Nó âm ỉ bên trong. Đốt sao khoái nhỏ nhỏ anh bà, chứ bà chủ nhân bà thấy khoái nhiều quá. Bà chè thấy bên mất đề đó. Đây này mình đỡ thôi, mình bà còn gáp cỏ ở đây, bà chừa dãy nè, mình đốt này. Mình đốt giùm đúng không? À, đốt giùm cái của gáp cỏ ở đây. Cỏ bà để bà bán gì anh bà? Ừ. Ở? Thấy cộng rau má đồng của anh em mày không? Đây phải rau má. Rau má gì vậy? Không phải. Cải. Ừ, anh dò anh thử đi. Rau má. Rau má. Ủa rau má mà sao cái lá nó dày ta? Tốt cái lá nhiều. Đó, anh em mình cho nó âm ỉ than bên trong nha cả nhà. Âm ỉ bên trong cho nó chín từ từ. Đó, bây giờ anh em mình cứ đốt đi. Đốt mình đợi một xíu nữa mình sẽ banh ra cho mọi người xem nha. Bây giờ sôi tầm cỡ 15 phút rồi cả nhà ơi. Bây giờ quá rồi. Mình sẽ bỏ chuối vô nha. Quá thơm. Đây mình cây nhà lá vườn thôi. Đàn ra cho chuối nó thấm cái gia vị cả nhà. Anh Hai Gà vừa hái đâu anh Hai Gà? Hái giờ cầm gió. À, vào đây luôn anh Hai Gà. Ồ, thơm quá. Thì kiểu anh bà. Quá bài luôn. Đây mình bỏ vô cho nó thấm một xíu. Anh em mình sẽ qua bên di chuyển qua bên kia mình xem cái con cá lóc của mình nó có thành than không biết nữa. Ở đây không có ngò gai hay. Có, ngò gai là nghệ non đầy đủ chứ. Mình siêu đỡ bếp mà sao nói lại với anh Hai Gà. Mình nấu cho mình nhặn xuống cho chuối nó thấm gia vị nha cả nhà. Mấy nãy vợ chị Sang vô kêu nấu cái mèo nó không hợp nhãn. Không hợp nhãn. Thua hôm qua. Chơi. Thua hôm qua cái sạc nó đủ. Cái sạc nấu được. Quá là đáng yêu. Đó mình. Nhưng mà không biết sao nha, dòng này thấy hấp dẫn á. Hấp dẫn đúng không? Rồi bây giờ mình qua kia mình kiểm tra cái món cá lóc của mình đi anh ba và anh Hai Gà, để em chặt tèo lên chuối. Rồi Hai Gà qua kiểm tra đi anh với đầu đâm ớt rồi. Rồi bây giờ anh em mình kiểm tra này cả nhà. Ui. Để sao hiệu kêu còn ngã. Sao nó đụng ra. Không vậy anh. Đu. Quá đẹp luôn. Có cá. Ui, trái đen không vậy? Không, cái nó dễ nó anh. Cá lóc nướng trui mà với anh ba hầu giờ nó. Sao đen trui vậy? Xà lúa với anh ba. Anh ba chắc hầu giờ anh chưa dùng món cá lóc nướng trui à. Tại cả nhà. Nó không đào đâu. Không phải đâu. Đó, mình cài này cả nhà, xíu mình vô mình làm vệ sinh sạch sẽ hết đi. Ôi. Đó. Y tô mì tôm nha anh em. Y tô mì tôm luôn. Bữa nay mấy con ta? Sáu con không? Nén quá cả nhà ơi. Wow, quá đã luôn. Wow. Thê loại luôn anh em. Anh em thấy cây nhà lá vườn không? Ôi. Em ba. Ui trời, nóng quá. Rồi, ok. Cậu sáu con, bây giờ mấy anh em mình sẽ đem vô kia mình cạo cho nó sạch hết cái lớp vải rồi anh em mình trang trí lên rồi anh em mình dùng bữa luôn nha cả nhà. Rồi bây giờ mấy anh em mình sẽ cạo cái phần vệ sinh nha cả nhà. Anh em thấy nó đang nhảy chứ không phải đâu. Hơi bị hơi bị đỉnh á. Mình này ra trong miền Nam là nó lấy cây mía chọt vô nước mía. Mình cá nó cho to. Đây mình nướng nước tiêu mà anh ba. Một độc lạ mà. Mía ngon lắm. Mía là vô thấm nó ngọt. Độc lạ mà anh ba. Mía phải đập dập dập rồi mới thấm vô. Vậy mà đập dập sao? Nhét mía vô. Này nay mình cạo ra nó vẫn tươi xanh đậu canh chứ không phải là nó ché đâu nha cả nhà. Đúng rồi, rút cây to, rút cây đây chập ăn cái sáu cây trong cổ. Ăn cả nhà ơi. Mình cạo. Ở đấy là bá chép bá chép. Bá chép bá chép luôn. Cạo bon đã. Bây giờ heo rồi. Giòn giá. Sắp giờ. Giòn giá. Hôm anh gió cho đại món mở một nén. Đúng mở một nén luôn chứ không có chút nạc luôn. Không có chút nạc luôn. Chịu luôn.
không, mấy nãy mình game phải hở hết ba, biết không, anh game kiến là cái lửa nó bắt vô á, là cái da nó không được đẹp. Nãy giờ mình game sát quá. Đúng rồi. Nó hở ra tí nữa ngon. Đó. Tươi xanh. Đây mình làm chén muối sống á, muối hột á. Đâm cho thiệt là ke vô. Dùng là xấu dách luôn. Ấy như heo quay các bạn cả nhà. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Mình vệ sinh cái món này sạch sẽ rồi mình qua món kia mình nghĩ nó cũng vừa đẹp luôn ba. Ok. Mình thích là mấy cái cảnh mình ngồi ăn uống như mấy chú miền Tây á, anh em miền Tây á. Mấy cảnh cực chiêu luôn. Rồi, sạch sẽ. Rồi. Sáu em. Bây giờ anh em mình qua bên kia mình kiểm tra cái nồi của mình đã xem chưa rồi anh em mình dứt luôn nha hai gà. Dứt luôn. Rồi bây giờ cái nồi đây của mình đã chín, mình để lên bếp luôn cả nhà. Bây giờ cái bước cuối cùng mình bỏ lá nghệ non và lá ngò gai này cả nhà. Là cái món này phải có cái lá nghệ non nó mới thơm. Đúng. Các bạn. Đúng không? Mở sao kia rồi? Không. Thấy ba mùi lá nghệ non thơm không? À. Không có đây đậm vị á. Rất là thơm. Cực cực. Lá gì đó? Lá gì? Lá gừng. À, lá gừng. Lá gừng có nấu bún riêu cua. Rồi bây giờ mấy anh em mình thưởng thức cái món này trước này anh em ơi. Rồi, đây mình quá đã. Anh em thấy đúng bài không? Không còn gì để bàn nữa. Không để mấy bạn vô lâu. Ở đây có chút tóc mỡ với ấy đồ không. Lấy em mình ăn kiểu dân dã này mới đúng bài anh ba. Ướt đi. Ước gì nó ước anh ước gì có ô tô vừa lầu xe hai với ước cái điều nó sao vào chút mấy công tình ước ước rồi mấy công ước tao là ước ăn cho miệng cho nó ngon đó còn cái vụ kia tính sao công tình ước mà ước gì cho nó cao sang xíu vậy để ước thì khó thực hiện nhưng mà phải ước mình phải ước cao sang xíu cho anh bà làm miếng đây thà ước một tháng kiếm được 50 tỷ anh ước sang ước lần luôn cái okay. Khó lắm ước là những cái điều em ai bộ tử không sao mời không được không ý là có đây mới đi không bình thường ăn cái đây được không được có mới hồi sáng rồi review ăn được mà rồi sẵn có anh tỉnh mà trước mà cũng hay đi quay với mình cả nhà sẵn vô ngồi quay chung anh em cho vui anh chỉnh nha làm cuốn trước đây thôi quay đây nha đủ cái lá đây đúng lá bờ rào luôn á u nó dài nè em cá dài ngọt ô nó xéo thiệt nó rất là dài cả nhà mọi người xem này bạn tè luôn dưới tụi này không phải đâu muối đầy quá muối đầy mà đấy anh em chưa có rung á đây có này khó rung đó đúng mà có dài không tỉnh đi có đúng dài luôn có cái này muốn khui bài to quá nó sống kìa đúng rồi quá tuyệt vời cái nồi đây khá là ngon anh cả nhà để anh em mình dùng miếng clap rồi anh em mình qua mình thưởng thức cái món này xem. Có luôn hả? Có luôn. Có trong chương trình này luôn ta. Không thật sự ngon. Có thịt thái dài vậy coi nè. Tráng nè anh em, tráng phèo luôn. Vừa nướng vừa chín tới là nó mới ngọt cũng có nha anh em. Anh em xem mình xí. Nó y như cái sớ mực luôn. Cái tay mình mới cạo cái tô nó đang như phải gì nha coi nè. Mọi người nha. Ăn thử cái giò thử cái mấy quần hái mấy trái tím. Bây giờ thử dò. Ồ, ngon quá. Nó mời anh. Mời đây. Chén mới anh ba làm phải không? Ừ. Đúng bài luôn á. Quá tuyệt không? Quá đỉnh luôn. Cái lá mơ đây cũng là lá mơ tự nhiên nha anh em. Mơ đây gọi là mơ mỏi này. Mơ mỏi luôn. Mơ mỏi. Thịt dài đúng không bà? Đúng rồi. Thôi anh em mình đồng khởi cái em tỉnh ơi. Anh em mình đồng khởi ngay đi. Ba. Mời cả nhà nha. Mời mọi đại gia đình nha. Đục mát. Wow. Đúng bài được, đúng bài. Còn gì bạn nữa anh em? Tuyệt vời quá anh em ơi. Anh em lâu lâu đi kiếm cái giường nào mà nó đẹp đẹp anh em. Dạo nhà cái kiểu đây là kiếm dài vậy anh em. Cái giường đó của tôi mà. Hả? Giường của tao hả? Ừ.
đi dốc mà. Anh em khoảng rộng rộng gấp đôi đây ha. Ừ. Thay thêm cái chòi 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 ở đó ha. Ý dựng toàn mà vừa ta toàn đốt nướng nướng cá sợ sợ chết cây. Để mình dùng thử cái món này cả nhà. Để mình với anh ba. Để mình với anh ba dùng thử cái món này thử coi. Anh ba dùng thử cái món này thử nó có hợp lý không? Giờ không ngon. Giờ này cũng cá nhiều quá anh ba. Này. Bợ cái da luôn. Oh, anh ba dùng thử cái nước và cái miếng cá mà em nấu cái kiểu ra thử anh ba. Anh ba anh ba thử ngon không? Cái nước quá ngọt chứ cái chua chát vậy nó lạ vị đúng không? Nó hợp với cái lóc. Cái đây mình nấu mà nó kẹo lại một xíu nữa nha cả nhà. Nên mấy anh em mình bỏ lửa trực tiếp lên bếp đây để cho nó rip lại một xíu nữa. Đây là anh ba kia coi chua chát cho nó chát chát không chua chát nó hợp với không nó hợp á thật sự luôn nói anh em không phải mình nó đi rồi chứ rất là hợp luôn ở trên miền tây nó canh chua đâu nó có cái chuối này đâu nó bằng gì đó chua luôn rồi cà chua với rau giá đó không à đúng rồi ấy như không nấu chua chát khóm rồi cà chua giá bè hơi mình mà đúng không cái này mình là ôm chuối hồi nãy ôm chuối chứ chứ là có miếng khế nữa nó cũng ngon không đây mà nấu cà chua mà à thành nấu canh đây mà có 1-2 chùm tiêu xanh á tiêu xanh hả đúng không thả vô ngon đúng mày em tuyệt vời con này giúp góp rẻ gì để nguội là nó tanh á để cho anh hai gà dùng thử cái món này nhẹ nhẹ xíu nha để mình làm bộ làm đây cái đó bộ làm nào bộ làm nướng hả bộ đồ làm ngon quá cả nhà ơi cá khá nhiều anh em mình nấu đặt cá luôn à cá cỡ xài đây là mình ngang luôn anh ba đúng không cỡ đây mà luôn cỡ đây mà không ngọt nữa ào cá luôn bộ đồ nồng nha anh em đó đồ nồng cái lóc ăn làm được không được chứ mấy bé có sáng mà nó có bùng mà bạn đây nè mời mọi người nè cá mình chấm muối ớt nè cả nhà cá mình ăn chuối thì cũng rất là sang tính với chơi chắc ngon anh làm nhé thôi để em múc món này trước món này khó khẩu hơn rồi mới không gà chấm ngon thơm thơm ngon lắm mình cũng phải thêm gà ăn mặn mà chưa dùng là bỏ thêm muối à không cho ra dài cũng ngon không quá đỉnh nha còn là giờ dài sao tuyệt vời không nước nó thanh có mùi có lá nghệ chứ lá nghệ nó mình thanh nó làm cái thơm nó thơm thì cũng cá lép nó tì nó nhỏ mà rất là dài anh bà nó ngon. Nhỏ mà rất là dài nè ngọt lật luôn cái nào đã mấy con cá vậy 10-20 con á cỡ đây khỏi cần nói anh em cũng biết rồi chứ nữa khó ngọt là biết cái nước rồi chứ nữa biết nấu bằng nước gì không nước dừa nước dừa sim tôi lại cái đây là thành một ao cá ao cá luôn á ngon tụt quần luôn em sẹn quá trời chịu đâu nấu cái mèo gì mà dữ quá cá đánh cột tè đánh cột lòng nhất cái tè là giờ làm món này thêm nhất thêm nắp thêm giật á quá xá đã luôn cả nhà nước đã chứ nước mà chẳng muốn ăn vẫn ngon đúng không thêm một chút muối nữa ơi bà em ngọt đúng không ngọt mình muối vô nước à để nó sắc lại nó ngon anh ba sắc lại đúng bài luôn không giờ ngon quá vô hai món này kiểu ơi đi đơn giản mà ngon đúng không ba không anh em nướng rơm mực anh nó cũng đừng cháy quá đúng không cứ vừa tới đây là thịt bào ngọt luôn dưới cá nó vừa đâu cá tầm vừa vừa anh em nướng tầm 1-3 kg á cỡ củ tè được sai có 3 lạng con con đã quá đã luôn tỉnh ăn còn á cái da mới ngon tỉnh cái da ngon lắm không biết ăn nhà da ăn cái lát miếng tôi giờ là một sai làm lớn nha tỉnh đó là cường cái da nó dài thôi tỉnh thì cái da để nhà xe đúng không cái da thôi không mà có dẻ lòng còn có em nó bị dẻ đúng không bỏ đi phải cạo thật dẻ rồi còn nãy nướng dẻ nó chưa chát mình vẫn dùng thử cái món này thử nha cá nó dài cá nhỏ mà rất là dài luôn nha y bài sao ngon quá đã bình thường anh em mình ôm chú lùng đúng không
nấu cá. Tôi với anh ba mà đi tập thể dục mà ăn kiểu đây tập bụng nó xuống mà bụng càng ngày càng bự khỏe luôn. Không đi tập riết nó xuống rồi. Xuống à, nghỉ cũng xuống không nấu nè anh ba. Sáng nào cũng đi, chiều nào cũng đi xuống. Sáng chiều nào cũng đi mà nhậu vô. Ăn kiểu đây thôi chứ chết luôn. Cái nồi đâu có nhiều quá đâu, cần bỏ bột ngọt bỏ đường này đâu nhiều đúng không? Ngọt. Chứ nấu bằng nước dừa nữa. Một đá dừa nào đó, quá ngọt. Không còn từ giờ mà để bàn nữa anh em ơi. Rất miếng bàn nha anh em. Khỏi phải bàn luôn. Miếng bàn. Không để mấy bạn cho lâu, anh em mình cũng dùng thêm tiếp tục món nữa. Đó, thịt trắng tinh. Đây mà mình đâm bằng muối ớt mà ớt kim anh ba. Ớt xanh nó ngon. Đúng không? Ớt kim mới đỉnh. Ớt kim quả đồ khủ thằng nào hái? Chỗ nào? Ở quê nhỏ. Ở quê không? Tôi không biết, tìm mà sáng giờ mà không biết, không có. Có nắng chua thịt nó sang anh rồi. Thịt nó rất là sang luôn. Rồi, bữa nay mẹ. Ở dưới bài đâu. Mình cũng vẫn hảo hảo cái món mình ăn chua chát này, mình ưng ăn cái món này mình ưng ăn chua chát thôi nha. Chát ăn nó cái vị nó rất là ngon. Có nhiều lắm nha mấy anh em ơi. Một sao. Anh em bao đồ làm con ao cái đây này. Chưa ơi dành cho. Dành đây. Ao cá cái này nha, chứ phải ít đâu. Cá nhiều lên anh Tiên. À mà anh Tiên nó làm cá biết mà. Quá xa đã luôn. Cục cá này cả nhà. Thịt dài. Thịt dài. Dạ. Quá dài luôn. À, dạ. Rồi đại gia đình nha. Ừ. Ô. Nhắm. Chú chát này cũng vừa luôn. Ừ. Không già. Như chát mình gần kiến mình này bỏ, nhưng mình bỏ sớm là nó sẽ bảy anh bà. Đúng rồi. Bảy ra, mất ngon. Cái chú chát nó làm được nhiều món chứ. Đúng rồi. Không, nguyên cái cây chú chát luôn á, từ thân nó tao lá luôn á. Không bỏ gì được. Sao hiểu vô chặt bùn chú chát cái vô rất buồn chú em. Chú sáp. Chú sáp. Đúng rồi, thì em vỏ vừa ngào chặt chú sáp. Mà nghĩ sao mà cái trái chú sáp này như chặt đũa à. Biểu vô chặt chú chát mà trái cái buồn trái vô xíu rồi nó vô nó chặt. Lại luôn. Anh em. Bảo kêu chuối ngon thành đứa là chặt cộm. Vậy nó mới đỏ nha. Người hiểu má chặt sáng. Giờ anh em kêu đứa chặt đậm. Cameraman này chắc phải trừ lương nữa. Thầy khó chịu. Vô anh ba. Vô. Rồi. Vừa đãi không? Còn nào này để nóng nắng hoài luôn rồi. Ờ miếng nha. Thơm đúng không? Ê bà. Đánh. Vô. Bây giờ còn mình cũng hiểu các bạn. Mấy anh em lâu lâu rảnh rồi. Anh em xóm làng rồi. Anh em bên Sơn Dược rảnh. Anh em qua quần quay cho vui cả nha. Sắp tới tầm cỡ 2 đến 3 ngày nữa mình dưới anh tỉnh ban đêm sẽ vô trong suối ra, vô trong suối mấy anh em mình đi so rán. Không, so rán thử sinh tồn. Thử có không? Trong máy là rán, thường là rán gì không tính? Rán lãi. Rán lãi hả? Rán nước. À, rán nhiêu điều không? Rán cây mà, ngủ rán cây mà. Cây hả? Ngủ rán cây là thường rán lãi và rán nước đúng không? Chính xác. Ở mình không có rán như mấy anh em miền Tây đâu, rán hũ mèo đâu nè. Mình hiếm rồi. Hiếm. Hũ hành có không? Ở mình có không? Có. Có mình có ít. Còn anh em hiện tại đang hết bếp anh em. Có 2 ngàn thì mới có. Anh em cứ đặt hàng thoải mái. Anh em đặt mắm mực, mắm độc, mắm có cơm anh em. Liên hệ số vé lầu của mình. Cái đó mở đúng không? 0987 394 946. Mới nè, hết bếp này mình không có quay giới thiệu bếp cho mấy anh em. Đợi mấy anh em mua mà không có hàng thì cũng kỳ. Anh em cứ đặt mình lên đơn rồi khoảng. Khi nào có là báo đúng không? 2 ngày nữa là đi. Đưa cho nè. Wow. Ui. Rồi làm miếng miếng nào? Miếng nào chưa? Chưa thấy mà đúng không? Ui. Sợ ta đi. Nén quá. Để gió dưới anh bà. Để không? Nén quá. Ui, anh ba cho con chạy á. Bự dưới. Chạy á. Càng đá chứ sao? Nó càng khó chứ sao? Càng khó. Càng khó. Quá xạo. Ai cho ông tỉnh luôn. Đấy mình nói cho thôi chứ mình khó chứ. Sau này món này cũng tạm ổn trong tỉnh. Ừ quá ngon vậy. Món này nè. Món ngon mà. Ừ. Nấu sáng anh ba kêu nấu chú luôn mà kêu đâu, chỉ ngoài nấu chú chát cho nó lạ. Cho lại. Không mà cái chú chát này nó hợp. Nấu kêu đây nó hợp. Nó hợp với cá đồng. Ừ. Với cá lùng chú lùng mình nấu ăn nó bùi bùi như cô lan á.
Rồi sao ha? Mồi nhậu toàn màu bén không mày? Mồi ăn tôm rồi không có gì hết trơn ha. À, vô lại vậy. Tôm nó có kho, có thịt, cũng thịt kho rồi. Ăn cơm là vậy nó ngon. Không phải đâu. Dạ. Không phải ngon mà không có tiền á. Em mấy trước không có tiền ăn cơm tàn được mém dèm với ớt tím á. Ừ đã. Tức bài luôn. Để nóng nóng ăn đúng bài luôn á. Rồi cái nào ơi? Không tin anh ba dúng thuốc để có 2 phút là nó khô nước luôn. Đúng rồi. Nam Mỹ á là bốc hơi. Rồi. Đây nó xong tí nữa xong mình vuốt cỡ 5 phút nữa là mình vuốt xuống được anh ba, để nó kẹo một xíu á. Đã. Tuyệt vời. Này có này, ăn cái dần da mới ngon này. Tỉnh không biết ăn. Đây này. Này. Cái con này nào dễ rồi ăn. Đó. Cái da nó dài quá đó. Con này nó còn dễ em nó cộm đúng không? Cộm. Dài đúng không? Ừ. Ủa, lâu rồi em ăn bữa cá lóc đúng đúng chất lượng luôn. Chất lượng. Bữa nay có đâu ăn nữa. Có bữa nay cũng hiếm đó. Cạn kiệt rồi các bạn ơi. Kích thủ rồi. Kích thủ quá trời. Đầy đầy đồng, đầy đồng. Xài thủ luôn, lấy thủ luôn. Nó no, đồng khởi cái rồi anh mấy anh em mình cũng chạm giả luôn. Mời đây. Đâu? Thằng ba vô cái chưa? 1, 2, 3, vô. À, không còn gì xứng bạc. Quá đã luôn cả nhà. Nhưng hôm nay mình cũng làm 2 món á. Cá lép nướng trưa và cá lép ấm chuối. Sẵn có tiện mấy anh em sớm mình vô ngồi góp vui để hôm nào mà mình với anh Tỉnh vô trong suối để nghiên cứu thử clip mà đi bắt rắn. Clip đấy hứa hẹn là rất là hấp dẫn cả nhà. Bắt rắn. Đúng rồi, hấp dẫn. Show đêm mà anh em mình sẽ đi show đêm. Bây giờ mấy anh em mình cũng xin dừng clip tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em. Chào anh em nha.